Ngày xưa ở một ngôi nhà nhỏ có hai chị em. Cô chị tên là Chibi Hồng, cô em tên là Chibi Trắng. Nhưng mà hai chị em lại có một vẻ đẹp hết sức là ngược nhau. Cô chị thì xinh đẹp, yêu kiều, còn cô em thì lại xấu xí. Nhưng mà tính tình thì cô chị lại không có tốt xíu nào, còn cô em thì tất nhiên là trái ngược lại rồi. Và hai chị em có một vườn hoa. Và nghe đâu đó là truyền thuyết về vườn hoa này. Nếu như ai chăm sóc được vườn hoa sinh sôi nảy nở thì người đó sẽ trở nên xinh đẹp. Cho nên cô em đã hằng ngày chăm bón cho cái vườn hoa. Còn cô chị thì ý mình xinh đẹp rồi, cho nên là chẳng quan tâm gì tới cái vườn hoa đó cả. Và vào một ngày nọ, không biết chừng nào vườn hoa này mới nở thật là nhiều hoa, khi đó thì mình sẽ trở nên xinh đẹp. Mình phải cố gắng chăm bón cho cây mới được nè. Thiệt là mệt nhưng mà mình phải cố gắng mới được. Không, cái cây bông này tại sao mày chưa ra hoa nhỉ? Hết hồn, ai vậy? Sao mà trông ngươi xấu xí giống y như ta vậy? Ngươi từ đâu chui ra? Chào bà chị, tôi hả? Nói tóm gọn lại, tôi là chủ nhân của cái vườn hoa này nè. Công nhận chị xinh thiệt ha. Chị cứ cố gắng như thế này thì trước sau gì chị cũng trở nên xinh đẹp thôi. Nhưng mà ngoài việc chị chăm sóc cái vườn hoa này ra thì chị còn phải chăm sóc cho cả tôi nữa đó. Đơn giản lắm bà chị. Mỗi ngày bà chị chỉ cần khen tôi một câu là Cậu nhóc đẹp trai, như thế thôi là được rồi. Thiệt là nực cười. Cậu xấu y như chen tôi vậy đó. Mà cậu bắt tôi là phải kêu cậu là cậu nhóc đẹp trai hả? Nhưng mà không sao, khen người ta làm cho người ta vui thì tôi cũng sẵn lòng. Ok cậu nhóc đẹp trai nha. Nhưng mà cậu đừng có xuất hiện bừa bãi, kẻo chị của tôi hả sẽ giật mình, sẽ chửi cậu đấy. Tôi chả sợ đâu, cứ thử bà chửi tôi coi. Mà thôi, bây giờ tôi đi ngủ đây. Bà chị lo mà chăm sóc cái vườn hoa đi, rồi sẽ có một ngày bà trở nên xinh đẹp. Được rồi, cảm ơn cậu nhóc nha. Thôi cậu nhóc đi ngủ đi nha, cậu nhóc đẹp trai. Mình phải cố gắng mới được. Vườn hoa này mình may mắn lắm mới có được, cho nên là mình phải thật cố gắng để cho vườn hoa mau nở hoa mới được. Xong rồi, trưa nắng quá, thôi mình đi vô nhà nghỉ ngơi ăn cơm trưa cái đã. La la la, công nhận chán quá. Cái con nhỏ này, cái vườn hoa của nó không biết chừng nào mới xinh đẹp nổi đây. Thật là tội nghiệp cho con bé quá đi à. Trời ơi, không biết chừng nào nó mới xinh đẹp được như mình nữa chứ. Nhưng mà thôi, bây giờ hả, nếu mà có một ngày nó xinh đẹp thiệt thì sao? Không được, mình phải phá đi mới được. Để mình đi kiếm đồ mình phá. Đâu rồi? Ta-da-da. Xong rồi. Còn lâu hả, mày mới được xinh đẹp giống như chị mày đây. Phá. Nè. Hoa hả? Xinh đẹp nè, không có đâu nha. Còn lâu nè. Cứ cố gắng mà trồng đi. Ngày nào ta cũng ra ta phá để thử coi mày xinh đẹp được không. Chưa rồi, chiều rồi, bây giờ mình phải đi ra mình coi vườn hoa mới. Vườn hoa sao vậy nè? Cộng sức của mình mấy ngày qua, ai là người đã phá vườn hoa này cơ chứ? Công tình mình đã trồng như vậy mà. Trời ơi, nè bà chị, tôi đang ngủ mà bà làm gì bà khóc la ấm sùm vậy nè? Này con nhóc đẹp trai, cậu ở đây, cậu có biết ai là người đã phá cái vườn hoa này không? Công tình tôi chăm sóc cả tháng nay. Tôi biết đó. Tội nghiệp chưa? Hay thì là cái bà chị của bà đó chứ ai. Thiệt luôn á, tại sao hai chị em mà tính tình lại chẳng giống nhau, ác độc thấy sợ. Thôi được rồi, đừng có khóc nữa. Bây giờ tôi với bà chị sẽ cùng nhau chồng lại. Chứ có gì đâu mà khóc với lóc. Nhưng mà với một điều kiện, bà chị phải tôi kêu tôi là cậu nhóc đẹp trai 10 lần thì tôi sẽ giúp bà chị.
Có thật là cậu sẽ giúp tôi không? 100 lần tôi cũng sẽ gọi, miễn sao tôi sẽ lấy lại được vườn hoa thôi. Chài, bà chị nhìn tôi coi, cái mặt thì giống nó xạo lắm hả? Bây giờ có kêu tôi là cậu nhóc đẹp trai 10 lần không nè? Được rồi, tôi sẽ kêu cậu nhóc đẹp trai. Xong rồi đó, tôi đã kêu xong 10 lần rồi, bây giờ phụ tôi trồng lại vườn hoa đi. Ok, bây giờ tôi với bà chị sẽ trồng lại vườn hoa, trồng tích tắc thôi nè. Và thế là cậu nhóc đẹp trai và cô nàng chibi trắng cùng nhau trồng lại vườn hoa. Tên tên, xong rồi đó bà chị, thấy chưa? Thấy tôi tài giỏi chưa nè? Wow, công nhận cậu thiệt là hay nha. Cậu trồng mà hoa lại nở quá trời luôn nè, nhiều còn hơn lúc ban đầu nữa. Tôi cảm ơn cậu nhiều nha. Nhưng mà tôi thấy hoa nó cũng đã nở rộ rồi, nhưng tại sao tôi vẫn còn xấu xí như thế này? Trời ơi, bà chị phải từ từ. Bây giờ bà chị hãy nghe lời tôi, đi ra sau nhà, bà chị lấy một cái bình nước và bà chị tưới nước lên đi, tưới nước theo những bông hoa này, rồi sau đó bà chị sẽ xinh đẹp thôi. À, được rồi, bây giờ tôi sẽ đi ngay. Thôi tôi đi ngủ tiếp đây. Hài, thiệt là mệt. La 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 la, hoa ơi, hoa nở rồi thật đẹp nha. Tôi sắp được xinh đẹp rồi, vui quá đi mất. Công nhận cậu nhóc đẹp trai thật là hay. Bây giờ mình phải đi tưới nước cho hoa nè, mình sẽ mong một ngày mình sẽ xinh đẹp. Xong rồi, thôi mình đi cắt cái bình nước mới được. Wow, cuối cùng mình cũng đã xinh đẹp rồi. Mặt mình giống như chị của mình rồi, không có mụn đầu đen nữa, không có những hạt đậu xấu xí trên gương mặt. Wow, mình thật là vui. Cuối cùng mình cũng được xinh đẹp. Không uổng công mình đã bỏ sức ra bao nhiêu ngày qua. Mình vui quá đi, mình phải đi kiếm chị hai mình khoe mới được. Chán, tại sao vườn hoa nó lại nở rộ như vậy? Rõ ràng ngày hôm qua mình đã phá rồi mà ta. Thiệt là kỳ cục mà. Chết rồi, không biết con nhỏ em mình nó đã xinh đẹp hơn mình hay chưa. Chết rồi, không được. Mình phải đi kiếm đồ để mình phá mới được. Mình không để cho vườn hoa này nở rộ mới được. Không được rồi. Công nhận cái cây cuốc này nó nặng thiệt. Nè, bà chị kia, bà định làm cái gì đó hả? Trời ơi, con ma, trời ơi, cái con gì mà nó xấu dữ vậy nè? Đi ra. Ôi giá, sao bà chị dám đánh tôi hả? Bà chị đúng là cái người, con người ác độc mà. Cái đồ xấu xí, ở đâu ra mà một cái con, lòi ra một cái con ma xấu xí như thế này hả? Trời ơi, nhìn gớm ghiếc chết đi được à. Trời ơi, cái này, tôi không trừng phạt bà chị không sợ đi mà. Một con người độc ác, ngay cả em của mình mà cũng hãm hại. Đúng là ông trời cho bà chị cái nhan sắc xinh đẹp mà bà chị không biết tận dụng, lại luôn đi hại người khác mà. Bà chị hãy đợi đấy, bà chị hãy xem nè. Hù ta hả? Một cậu ngốc ác như ngươi thì làm gì được ta cơ chứ? Hò biết. Bà chị ơi, bà chị hãy sờ, lấy tay sờ lên mặt của bà chị đi. Trời ơi, bà chị coi, bà chị còn xinh đẹp nhá không? Tại sao ta lại trở thành như vậy? Ngươi là đồ con ma, xấu xí. Tại sao ngươi lại làm ta trở thành thế này? Ta không chịu. Đây là hậu quả mà cô hả xem thường người khác. Đã vậy còn độc ác hãm hại người khác nữa. Đây là hình phạt dành cho cô đó. Khi nào mà hả, bây giờ ha, cô nhìn nè, tôi sẽ phá tan quan cái vườn hoa này ra luôn. Khi nào á mà cô á hả trồng lại vườn hoa được như thế này thì cô sẽ trở lại bình thường, còn không cô sẽ mãi mãi trở thành xấu xí như vậy. Xem tới đây, chu 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 chu, xong rồi ha. Vườn hoa đã banh ta lông rồi nè cô ơi. Bây giờ cô á hãy lo chăm sóc lại vườn hoa thì mới mong cô xinh đẹp. Còn bây giờ ta đi ngủ đây, bye bye. Đầu ra một tên nhóc xấu xí dám. Bây giờ ta làm sao mà trồng được cái đám hoa này cơ chứ?
Tên tên, và thế là câu chuyện của chúng ta cũng đã kết thúc rồi. Đó, thấy chưa? Một cô gái xinh đẹp nhưng lại hả luôn khinh thường người khác nè, lại còn độc ác nữa, thì hậu quả của cô gái là như thế này đây. Cho cô ấy nếm mùi là hả, khi mà hả phải cực khổ trồng cái vườn hoa nó như thế nào mà cô ấy lại dám đi hãm hại em mình như thế. Và cuối cùng thì bây giờ video cũng đã kết thúc rồi. Câu chuyện xin tạm ngừng tại đây. Và hẹn gặp lại các em ở câu chuyện sau. Bye bye.